Minasan, konnichiwa. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với cái học nhật của anh Sensei. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau làm một đề ôn tập mới, ôn tập cho phần thi GPT N2 sắp tới, phần Mojigoi các bạn nhé. Đầu tiên là môn đai 1. Câu 1 này. Kono kikai wa koare yasui no de nanani ni atsukawanai de kudasai. Từ được gạch chân là chữ gì các bạn? Từ được gạch chân là chữ loạn và chữ bạo. Vậy thì từ này sẽ đọc như thế nào nhỉ? Chúng ta sẽ loại trừ được số 3 và số 4 bởi vì chữ loạn thì sẽ không đọc vào đô, đúng không? Vậy là chúng ta sẽ gạch đi được 3 và 4 này. Vậy còn 1 và 2 thì cái khó đây là cái chữ đằng sau này nó sẽ có hai âm Hán Việt là bạo và bộc. Đấy, chữ đấy nhá, chúng ta sẽ có âm cương của nó là A3 trong từ A3 cử, hoặc là A3D, nghĩa là bạo loạn, bạo lực, quậy phá đấy. Còn âm ghép thì có hai cách đọc. Cách đọc nhiều hơn là bô tương ứng với âm bạo. Ví dụ các bạn có trong từ bô điêu cự. Bô điêu cự là bạo lực. Hay là trong từ bô đô là bạo động. Ngoài ra còn có đọc là ba cự ít hơn. Nó sẽ xuất hiện trong từ bakuro, chữ Hán sẽ là bộc và lộ. Đấy. Vậy thì trong trường hợp này nó sẽ là bô, đúng đây sẽ là số 2. Nhi bằng. Rambo này có nghĩa là thô lỗ, dùng cho cách ăn nói hoặc là thiếu cẩn thận hoặc là chạy xe ẩu đấy. Thì trong trường hợp này chúng ta có thể hiểu là cái máy này vì dễ hỏng cho nên là đừng sử dụng một cách thiếu cẩn thận, đừng sử dụng một cách ẩu thận, cầu thả. Ở đây có chữ loạn cũng là một kanji N2, cho nên là chúng ta sẽ ôn lại luôn nhé. Nó sẽ đọc âm cơn là mida trong từ midareru, có nghĩa là rối, ví dụ tóc rối chẳng hạn, hoặc là rối loạn này. Tha động từ của nó là mida sự là làm rối, làm rối loạn. Âm ghép đọc là ran. Trong trường hợp ngoài cái từ Rambo này ra, chúng ta còn có từ Conran, hỗn loạn. Hay là trong từ Ranjatsu, loạn tạp, có nghĩa là tạp nham. Thì cái phần chữa đề này, Sensei không chỉ chữa ở các phương án để chọn ra nhanh luôn, mà Sensei sẽ ôn lại luôn một lượt những cái chữ Hán nào quan trọng của N2. Các bạn chú ý theo dõi nhé. Nó sẽ hơi dài dòng một chút nhưng mà Sensei nghĩ sẽ có ích cho các bạn hơn là chỉ chọn phương án đúng. Câu số 2 này. Kare ga nan ni suru to hakushu ga okita. Hán tự ở đây là chữ đăng và chữ trường. Chữ đăng và chữ trường này có nghĩa là xuất hiện. Anh ấy xuất hiện ấy là những tràng pháo tay nổ ra, đúng nhỉ? Rộ lên. Ở vấn đề ở đây là chữ đăng sẽ có hai cách đọc là tô trường âm và không trường âm. Tương tự chữ trường cũng có hai cách đọc là bà và dồ. Đấy là cái khó. Thì trong trường này chúng ta buộc phải nhớ trong cái từ này nó sẽ được đọc là tô dồ. Phương án số 1 là phương án chính xác. Các bạn có này, chữ đăng ấy sẽ có âm cương là nobo. Đấy, trong động từ noboru là leo trèo đấy, trèo cây hoặc là leo núi. Âm ghép nhá, nó sẽ có hai cách đọc, một là tô là cái được dùng nhiều hơn. Ví dụ các bạn có trong từ toki này, đăng ký nhá, hay là trong từ toroku, đăng lục, ghi chép, đăng ký, đúng không? Còn một trường hợp nữa được đọc là tô không có trường âm thì các bạn nhớ trong từ tô gian đây, đăng sơn, leo núi. Có thể người ta sẽ hỏi các bạn trong một cái lần thi khác. Còn chữ trường ấy, chữ trường thì sẽ có cách đọc là bà trong các trường hợp, ví dụ như là trong từ ba ai trường hợp này, hay là trong từ hiro bà quảng trường, hay trong từ ba men, đúng nhỉ? Hay là Tachiba, lập trường. Còn đọc là Jo, ví dụ các từ như là từ Kojo,
công trường, hội trường, hay trong từ xuất trường, tham dự. Rồi, chúng ta có phương án số 2, tô bả. Một từ này thì hơi khó, cái này là từ của cấp N1 nhá. Từ này có nghĩa là cái thẻ bài, không phải là thẻ để chơi bài đâu, mà là cái thẻ ở đền chùa ấy, người ta phát thì sẽ có. Từ số 2 này đọc là tô dồ, thì có nghĩa là giữa chừng, nửa chừng. Ví dụ các bạn có từ hạt tên Tô Dô Cô Cự ấy, là nước mà đang phát triển. Từ số 4 này đọc là tô bờ. Chữ Hán là chữ đổ và chữ trường, có nghĩa là sòng bạc. Câu số 3 này. Dư hạt sai ni natara kuruma no nanani ga toritai. Câu này, từ này đọc là gì nhỉ? Chữ Hán là chữ miễn và chữ hứa. Nào, chữ miễn và chữ hứa chúng ta sẽ đọc là gì đấy? Thực ra chữ miễn này là một chữ của N1 các bạn ạ. Các bạn chưa được học cái chữ miễn này ở chương trình N2 đâu. Nó là kanji N1, âm cương của nó là khá khó nhớ. Manugareru. Manugareru này. Đấy, có nghĩa là được miễn, thoát khỏi được cái tình trạng nào đó. Âm ghép nó sẽ được đọc là men nhá. Miễn là gì nhỉ? Bắt đầu bằng hàng m đúng không? Thì sẽ biến âm thành hàng ma. Đấy. Ie. Phần vần là ien cho nên sẽ thành en. Như vậy ghép vào nó sẽ thành men. Ví dụ các bạn có trong từ tiếng Việt mình sẽ dùng từ miễn dịch chẳng hạn. Men eki này. À, hay là các bạn có trong từ miễn thuế. Men dê. Hay là từ miễn trừ. Men dồ. Men dồ. Chữ hứa ở đằng sau chữ này sẽ có âm cư nhomi là yuru trong từ yurusu, có nghĩa là tha thứ hoặc là cho phép. Âm ghép sẽ đọc là kyo. Ví dụ các bạn có trong từ kyo cờ. Kyo cờ có nghĩa là cho phép. Hay là trong từ kyoyo cũng là sự cho phép, sự chấp nhận. Thì ghép vào với nhau sẽ được đọc là menkyo. Đáp án đúng là một nhá. Từ này mặc dù là cái chữ miễn chúng ta chưa được học nhưng mà từ vựng này là có rồi. Các bạn chắc chắn là đã từng nhìn thấy rồi. Nên các bạn có thể chọn được phương án số 1. Các từ như là menkyo trường âm này hay là từ benkyo không trường âm, không có. Số 4 thì một từ quá quen thuộc của chúng ta rồi, là bên kiều này đúng không? Miễn cưỡng. Từ này có nghĩa là học tập. Nhiều bạn sẽ thấy nó có chung cái phần gì nhỉ? Nó có chung cái chữ miễn này nên là các bạn đoán ra từ cái chữ học là bên thì các bạn chọn. Nhưng mà rất tiếc, không phải lúc nào cũng như vậy nhá. Chúng ta phải chọn là số 1 mới đúng. Câu này là khi 18 tuổi thì tôi muốn có giấy phép lái xe, giấy phép lái ô tô. Tiếp theo câu số 4 này. Kyo wa taicho ga warui no de nanani undo wa dekinai. Hôm nay bởi vì cơ thể tôi không được khỏe, tình trạng cơ thể không được tốt cho nên là tôi không thể nào mà vận động. Chữ này là chữ gì đấy? Chữ này là chữ khích. Như vậy chữ khích này sẽ có âm cư nhomi là hageshi. Chúng ta chọn phương án số 3. Nghĩa của nó sẽ là dữ dội, khốc liệt hoặc là nặng đúng nhỉ? Đây là không thể tập nặng được. Chỉ gọi là đi bộ nhẹ nhàng thôi chứ không thể nào mà nâng tạ 20 kg đúng không? Chúng ta sẽ lựa chọn phương án số 3 là Hageshi nhá. Câu số 1 này, Ayashi. Ayashi thì các bạn có thể dùng chữ quái hoặc chữ yêu. Hai chữ này nó đều mang nghĩa là lạ lùng, kỳ quặc, khả nghi. Số 2, Kibishi. Kibishi của chúng ta sẽ là chữ nghiêm, nghiêm khắc, khắt khe. Số 4 này, kurushi. Kurushi là chữ khổ, có nghĩa là khổ cực. Chữ khích, âm cương là hageshi. Âm cương là hage trong hageshi, còn âm onyomi là geki. Các bạn có thể gặp trong một số từ như là từ kangeki, cảm kích. Shigeki, đây, từ này có nghĩa là kích thích này. Hay là trong từ gì nhỉ? Trong từ khích lệ, gekire. Câu số 5 của môn đai 1. Chiketto uriba no mae ni nagai nanani ga dekite ita.
Ở trước cái điểm bán vé ấy, thì có một cái gì đó dài, từ của chúng ta sẽ là chữ hành và chữ liệt ghép với nhau. Như vậy là chúng ta sẽ có phương án nào là chính xác đây? Các bạn thông thường các bạn thấy chữ hành sẽ đọc là cô, ví dụ trong từ gì nhỉ? Các bạn sẽ thấy nó thường trong từ cô đồ này, hành động này, hay là trong từ gì? Dịch cô, thực hành, trong từ sinh cô, tiến hành đấy, hay trong từ cô y, hành vi. Và các bạn nghĩ là sẽ phải đọc là cô. Các bạn loại trừ 3 với 4 đọc là yo đi, nhưng rất tiếc nếu vậy thì các bạn đã mắc bẫy, bởi vì chữ hành này của chúng ta ấy, nó sẽ có hai cách đọc, âm oyomi là cô và gyo. Ngoài cách đọc là cô trong những trường hợp ở phía trên này ra thì nó còn đọc là gyo trong một số trường hợp khác. Ví dụ như trường hợp nào đây, nó sẽ mang nghĩa là hàng hoặc là dòng thì đọc là gyo nhá. Ví dụ chúng ta có từ ichigyo là một hàng một dòng này, hay trong từ gyose hay gyose là hành chính này, hay các bạn có trong từ gyoji là chữ hành và chữ sự, có nghĩa là sự kiện, và trong trường hợp này được đọc là gyo. Như vậy chúng ta sẽ chọn phương án nào? Chữ hành là gyo, chữ đằng sau là chữ liệt sẽ là detsu. Các bạn chọn phương án số 4 là phương án chính xác. Gyo detsu có nghĩa là cái hàng, hàng người xếp ấy. Đấy, chỗ bán vé thì có một hàng người xếp dài. Số 1 này đọc là cô đê, thì nếu là một từ quen thuộc sẽ là chữ cao và chữ linh, có nghĩa là cao tuổi. Còn nếu một từ không quen thuộc lắm thì sẽ là chữ này, chữ hằng và chữ lệ nhá, là từ vựng N1, có nghĩa là cái ví dụ quen thuộc. Số 2 cô đết sự là cái hàng sau, chữ Hán là chữ hậu và chữ liệt. Gyo đê thì không tồn tại cái từ phổ biến. Rồi, chúng ta sang môn đai số 2. Môn đai tìm cách viết kanji đúng. Câu số 6 này. Samukute te no kankaku ga nakunatte kita. Bởi vì lạnh mà kankaku của tay nó bị mất đi. Vậy thì chúng ta sẽ dùng chữ gì? Một là chữ cảm và chữ xúc. Chữ này có tồn tại nhưng chữ này phải được là kanshoku, chứ không phải là kankaku loại này. Số 2 là gì đây nhỉ? Chữ cảm và chữ giác. Đúng rồi, kankaku. Chúng ta lựa chọn phương án số 2. Nhì bằng. Số 3 là chữ quan. Chữ quan này và chữ xúc này thì ghép với nhau nó sẽ không tạo ra từ nhá. Và chữ xúc đọc là số cự, không thể là các cự được. Chữ 4 là chữ quan và chữ giác. À, mặc dù là quan là cà, giác là ca cự, nhưng mà không tồn tại cái từ này, nên là chúng ta không lựa chọn. Đúng, đây phải là số 2. Mất cảm giác tay, bởi vì là lạnh quá, cóng tay mất. Câu số 7. Konomichi wa kuruma ga ogute abunai. Con đường này bởi vì nhiều ô tô cho nên rất là abunai, nghĩa thì mọi người đều biết là nguy hiểm. Chữ Hán sẽ là chữ nào? Chắc chắn sẽ phải là chữ nguy đúng không? Đáp án số 1. Abunai. Chữ nguy này các bạn sẽ có âm cương là abu trong từ abunai. Ngoài ra các bạn còn có là aya trong từ ayaui. Ayaui có nghĩa là nguy nan, suýt chút nữa thì nó hay dùng với cấu trúc ngữ pháp veru tokoro datta ấy, có nghĩa là suýt nữa thì xảy ra điều gì đó không tốt. Âm ghép nhé, nó sẽ được là ki, ví dụ các bạn có trong từ kiken nguy hiểm, hay là trong từ kiki nguy cơ này. Chữ số 2 là chữ gì đây? Đây là chữ hỗn. Chữ hỗn này có rất nhiều âm cương. Đấy, nhưng mà không có âm cương nào dưới dạng tính từ như này. Các bạn có thể đọc là cô mự. Đúng nhỉ? Cô trong từ cô mự là đông đúc này. Ngoài ra thì nó còn tạo ra các động từ, rất là nhiều động từ. Ví dụ chúng ta có là mà di rự nhá. Đấy, mà di rự này. Hay là gì nhỉ? Hay là chúng ta có mà dê rự, mà ra rự, vân vân. Đều dùng cái chữ này. Thôi ở đây chúng ta sẽ không xét tới nó nữa. Số 3 là chữ gì? Số 3 là chữ hiểm. Chữ hiểm này thì có tạo ra dạng tính từ, nhưng mà cái dạng tính từ của nó sẽ là kewashi, có nghĩa là hiểm trở, chứ không phải là abunai. Số 4 là chữ tạp. Chữ tạp này sẽ có tính từ là jatsu. Ví dụ jatsuna ấy, có nghĩa là mang tính tạp nham, chứ không phải là dưới dạng có cái đuôi nai đằng sau đi kèm này, nên là chúng ta không chọn. Câu số 8. Daigetsu.
Đại tổng thống Nga ASEAN 3 các quốc cử hộ sự sổ đỏ. Tháng sau ấy thì nghe nói là tổng thống sẽ viếng thăm ba nước châu Á. Đọc là hô môn, vậy thì chúng ta sẽ cần chữ nào? Chúng ta sẽ cần chữ phỏng, chữ vấn. Như vậy chúng ta sẽ lựa chọn phương án nào? Số 1 này, báo và vấn không phải. Số 2, phỏng và môn không phải. Số 3 là báo và môn không đúng. Vậy là đây là 4 nha. Phỏng và vấn. Âm Hán Việt là phỏng vấn nhưng mà nghĩa của nó là viếng thăm, ghé thăm. Chữ phỏng của chúng ta là một chữ quan trọng của N2. Chúng ta ôn lại một chút. Âm cương của nó là tà dư. Trong từ tà dư nê rự. Tà dư nê rự có nghĩa là đến thăm. Ngoài ra còn có âm cương khác là ô tô dư trong từ ô tô dư rê rự. Ô tô dư rê rự cũng có nghĩa là đến thăm. Ngoài ra còn nghĩa là ghé thăm đến. Ví dụ mùa xuân đến chúng ta có thể nói là ha rừ ô tô dư rê rự. Đấy, mùa xuân ghé thăm đấy. Âm ghép đọc là hô trong từ homo này nhá. Còn cái chữ vấn ấy là một chữ của N4. Thế nhưng mà động từ của nó, âm cương của nó là đọc là tôi, là một từ vựng của N2, các bạn lưu ý đấy, nó là hỏi. Câu số 9 này. Dochirao erandara ii ka nayanderu. Nayanderu là trăn trở đúng không? Sầu não, khổ não, tôi đang trăn trở, không biết nên chọn cái nào thì tốt. À, chúng ta xem cái chữ nào phù hợp nào. Câu số 1. Phương án số 1 đây là chữ gì nhỉ? Đây là chữ mê đúng không? Đấy, chữ này sẽ đọc là gì? Âm cương là mayotte, động từ là mayo, sẽ phải là mayotte cơ. Chứ không phải là dưới dạng nd như thế kia. Câu số 2, cái câu này nó sẽ gây khó cho các bạn ấy, là số 2 hay số 3, cả hai đều có âm Hán Việt là não. Nhưng mà dưới dạng động từ thì bắt buộc chúng ta phải dùng từ nào? Chúng ta phải dùng số 3 nhá. Nó có cái bộ tâm, có nghĩa là liên quan đến tình cảm, cảm xúc, suy nghĩ của chúng ta. Còn số 2 ấy, cái bộ này là bộ nhục, nó liên quan đến các bộ phận của cơ thể. Cái chữ số 2 này này, não này là não trong từ não bộ, đấy, não người ấy. Ví dụ chúng ta có trong từ zuno này, đầu não này, hay là chúng ta có trong từ dyno, đại não. Đấy, một bộ phận của não đấy. Còn số 3, số 3 âm cương là nayam, như thế này, có nghĩa là trăn trở này. Âm ghép cũng là đọc là no nhưng mà nó đi kèm với những từ liên quan đến cảm xúc, tâm trạng. Ví dụ chúng ta có từ kuno, khổ não, hay là bono, phiền não. Đấy, hai từ não này khác nhau, mọi người lưu ý không để bị nhầm. Câu số 4 đây là chữ tốc. Chữ tốc này nếu mà âm Hán Việt âm cương đấy nó phải là haya. Ví dụ chúng ta có từ hayay. Đấy, hayay. Hoặc là động từ hayamaru, hayameru. Hoặc là một cái âm hơi khó. Đó là âm đọc là sumiyaka, căn từ vựng của N1. Chứ không có cái nào đọc là động từ nayande trong trong trường hợp dùng chữ tốc cả. Rồi chúng ta sang câu 10, câu cuối cùng của Monday số 2. Kono kaisha wa genzai Sayo boshu shiteru rashi. Nghe nói là công ty này đang boshu, đang tuyển dụng nhân viên, hiện tại đang tuyển dụng nhân viên. Vậy thì chúng ta sẽ lựa chọn chữ nào? À, chữ Hán sẽ là chữ mộ và chữ tập, đúng không? Vấn đề ở đây là một và hai, đúng nhỉ? Đều là âm Hán Việt là mộ. Nhưng mà mộ mà liên quan đến chiêu mộ, liên quan đến tuyển dụng ấy, thì nó sẽ là mộ ở dưới có bộ lực. Nên chúng ta sẽ lựa chọn phương án số 4 nhá. Đấy. Còn số 1 ấy, sai bằng sau là nên đây là chữ thu. Số 2 sai ở chữ đầu tiên, đây là chữ mộ, là chiều tối. Số 3 là sai ở chữ đằng sau. Rồi đây cũng là một cái chữ mà rất hay được hỏi. Đấy, những cái chữ có cái cấu kiện như thế này, có cái hình dáng như này rất hay được hỏi. Nên là chúng ta ôn lại một lượt luôn này. Chúng ta có chữ đầu tiên, chữ mộ. Đây. Chữ mộ mà ở dưới có bộ lực các bạn nhé, thì chữ mộ này có nghĩa là chiêu mộ. Âm cương của nó là tsuno trong từ tsunoru, có nghĩa là tăng lên. Ví dụ như là itami ga tsunoru là cái cơn đau nó tăng lên, mạnh lên. Ngoài ra còn nghĩa là chiêu mộ tuyển dụng. Đấy, còn âm ghép đọc là bo. Ví dụ ngoài từ boshu này ra các bạn có trong từ obo là ứng tuyển. Tiếp theo khi mà các bạn
thay cái bộ lực này bằng bộ nhật thì các bạn được chữ mộ mang nghĩa là chiều tối. Đấy. À, các bạn sẽ có một số cái từ, ví dụ như là chúng ta có từ kureru. Ví dụ higakureru là mặt trời lặn đấy. Ngày gần kết thúc đấy. Hay là trong từ kurasu. Kurasu là sống. Sinh hoạt bằng từ sekatsu. Còn âm ghép đọc là bo, cũng đọc là bo nhưng mà trong từ ví dụ osebo này. Osebo có nghĩa là cái món quà cuối năm. Khi các bạn thay cái bộ gì nhỉ? Các bạn thay cái bộ nhật ở bên dưới này bằng bộ thổ thì các bạn được chữ mộ khác mang nghĩa là ngôi mộ, đọc là haka là âm kun. Còn âm ghép đọc là bo, ví dụ chúng ta có từ bo chi nhá. Hán tự là mộ địa. Đấy. Mộ địa có nghĩa là nghĩa địa. Hoặc là trong từ phumbo. À, phumbo Hán tự là chữ phần mộ đấy. Tiếng Việt mình dùng đúng không? Nghĩa là ngôi mộ thì đây là từ vựng khó rồi của N1 rồi. Khi các bạn bỏ cái bộ thổ này, các bạn thay bằng bộ tâm ở dưới thì các bạn được chữ mộ mang nghĩa là ái mộ, âm cương là shita. Shita có nghĩa là ái mộ này, âm ghép đọc là bo, ví dụ trong từ aibo. Ái mộ. Khi các bạn bỏ bộ tâm, các bạn thay bằng bộ cân đấy thì các bạn đã được một chữ không đọc là âm Hán Việt là mộ nữa. Cả cái chữ từ số 1 này đến số 4 này đều có âm Hán Việt là mộ nhá, nhưng mà riêng cái chữ này không phải là mộ mà là sẽ là mạ. Đấy, ma cự nó là rèm, ví dụ rèm sân khấu đấy, hoặc là trong từ cai ma cự có nghĩa là khai mạc. Rồi, đó là cái phần ôn tập lại. Bởi vì những cái từ này khá là quan trọng cho nên là Sensei nói kỹ một chút để các bạn có thể ôn thêm. Chúng ta sang môn đài số 3 là môn đài Gokese. Từ ghép này. Câu số 11. Konna yonaka ni denwa o kakete kuru nante yoshiki da. Kiểu đâu mà giữa đêm như thế này mà gọi điện thoại đến. Đấy. Thật là yoshiki. Chúng ta đoán là thật là thiếu ý thức đúng không? Thật là không biết những cái cơ bản nhất. Vậy thì từ nào sẽ ghép với lại yoshiki này? Vô phi phủ hay là bất, chắc chắn là chúng ta sẽ có cụm cố định sẽ là gì đấy, à hijoshiki đúng không nhỉ, chúng ta sẽ phải lựa chọn phương án số 2 là phương án chính xác nhá. Chữ phi ghép với chữ thường thức, chữ thường và chữ thức có nghĩa là kiến thức thông thường, kiến thức cơ bản. Phi thường thức có nghĩa là không biết những cái điều tối thiểu đấy, ở đây dịch thoáng ra là bất lịch sự đúng không nhỉ, thiếu ý thức. À, chúng ta có chữ phi này ngoài đi với từ yoshiki nó còn đi với một số từ khác, ví dụ như chúng ta có từ hikokai là không công khai này đấy, hay các bạn có từ hikaze chẳng hạn là không đánh thuế, Hán tự là phi cá phi khóa và thuế đấy. Số 1 nhá, đây là chữ vô, chữ vô này có trong từ ví dụ từ muishiki vô ý thức, hay là trong từ mukanke không có quan hệ đúng không? Còn rất là nhiều từ khác, mưu-han-no không có phản ứng này, vân vân. Chữ phủ này thì thường ít khi tạo ra dạng từ ghép 3 chữ nhé các bạn nhé. Số 4 đây là chữ bất. Chữ bất này sẽ có thể tạo từ ghép đọc là phư. Ví dụ chúng ta có từ phư-ke-ki là suy thoái kinh tế này. Hay là trong từ phư-kan-zen là không hoàn toàn, không hoàn hảo. Hay từ phư-ka-no, phư-si-zen, không tự nhiên, vân vân. Còn có cái đọc khác nữa là bư, ví dụ chúng ta có trong từ bư-ki-yo. Bư-ki-yo có nghĩa là vụng về, không khéo léo, hay là trong từ bư-sa-hô, không biết phép tắc, không biết lễ nghĩa. Câu số 12. Saikin no ketai denwa wa nani nani kino da. Cái điện thoại di động gần đây ấy, thì cái tính năng nào, cái tính năng nó làm sao? Các chữ Hán gồm có chữ thượng, chữ đa, chữ lương và chữ ưu. Nếu mà chúng ta thấy là nó đều mang tính chất kiểu đúng đúng, ví dụ như là đa chức năng, rồi thì chức năng tốt đúng không? Nhưng mà riêng trường hợp đi với từ kino ấy, nó chỉ có thể là số 2, là chữ đa nhé các bạn nhé. Nó sẽ không ghép với lại chữ thượng, chữ lương hay là chữ ưu. Cái mô đai này chúng ta không thể dịch nghĩa được mà chúng ta phải biết cái từ đó thì chúng ta mới chọn được. Đấy, chữ đa khi ghép với một từ nó sẽ tạo thành nghĩa là nhiều. Ví dụ các bạn có từ
Takino đây mang nghĩa là nhiều tính năng, đa chức năng đấy. Ví dụ điện thoại bây giờ có thể vào mạng này, chụp ảnh này, nghe nhạc vân vân, rất là nhiều tính năng đúng không? Ngoài nó ra chúng ta còn có từ ta mục cái teki, đa mục đích có nghĩa là nhiều mục đích này. Chúng ta có từ ta ninzu, đa nhân số có nghĩa là số người nhiều. Hay các bạn có từ ta homen, nhiều phương diện. Còn các chữ như là chữ thượng, chữ lương hay là chữ ưu nhá, nó lại ít tạo ra cái dạng từ ghép có ba chữ cái như thế này, nên là thôi mình không xét ở đây. Câu số 13. Sai phu no otoshi nanani ga mitsukatta. Các bạn thấy là cái đáp án ấy nó đều là những cái từ chỉ người đúng không? Vậy thì cái từ này nó sẽ ghép tạo ra một cái dạng chỉ người. Đấy. Các bạn thấy người ta nói là gì nhỉ? Đã tìm thấy cái gì đây là đánh rơi đúng không? Đây là cái ví. Vậy thì chắc chắn chúng ta sẽ hiểu là đã tìm thấy cái người đánh rơi ví. Vậy vấn đề nó là ghép với chữ nào? Chữ thủ, chữ nhân, chữ chủ hay là chữ giả? Đấy. Cái này thì bắt buộc là chúng ta phải gì nhỉ? Phải có được cái kiến thức liên quan thì chúng ta mới lựa chọn được, chứ chúng ta đoán nghĩa thì không thể ra được. Chúng ta có từ đầu tiên nhá, đây là chữ thủ. Chữ thủ nó sẽ đọc là siêu. Đây, đọc là siêu này. Để tạo ra những cái từ ghép chỉ người, ví dụ các bạn có trong từ intensive là tài xế này, hay là các bạn có từ ca siêu, ca sĩ, hay là từ sen siêu, tuyển thủ, vận động viên, cầu thủ. Ngoài ra nó còn đọc là t, cũng tạo ra từ chỉ người nữa. Ví dụ các bạn có từ kite, kite là người mua, hay là từ kakite, kakite là người viết. Đấy, hatarakite là người lao động, người làm việc. Ở đây nó không ghép với lại otoshi nên là một loại này. Từ số 2, chữ này nếu mà ghép với từ chỉ người có rất nhiều cách đọc. Nin, jin, đấy, hay là Beetle vân vân. Ở đây chúng ta xét cái cách đọc là nin nhá các bạn nhá. Đọc là nin này. Ví dụ chúng ta có trong từ Hoshonin là người bảo lãnh. Hay là trong từ Bionin là bệnh nhân. Shonin là thương nhân. Đấy, Shonin là thương nhân. Đấy. Đọc là Jin, ví dụ chúng ta có Nihon Jin. Cái này thì mọi người đều biết đúng không? Đọc là Bito, ví dụ như là trong từ Koibito. Chữ số 3 đây là chữ chủ. Trong trường này sẽ được đọc là Nushi. Đấy. Ví dụ các bạn có các từ quen thuộc đấy là gì nhỉ? Đấy là Mochinushi, là người có, người sở hữu này. Hay các bạn có từ Kainushi là người nuôi. Và trong trường này nó cũng ghép với lại chữ này luôn các bạn nhé. Otoshinushi có nghĩa là cái người làm mất, cái chủ nhân của cái món đồ làm rơi nó. Chúng ta sẽ chọn số 3. Số 4, chữ giả. Chữ giả thì sẽ có từ, chữ giả này đọc là xạ này. Ví dụ các bạn có từ hensusha, nhà biên tập, hay là từ gì nhỉ? Kagakusha, nhà nghiên cứu đúng không? Kenkyusha, Kagakusha là nhà khoa học, Kenkyusha nhà nghiên cứu, hay là từ rodosha là người lao động. Thì chữ giả còn đọc là mono nữa. Ví dụ chúng ta có từ wakamono, wakamono. Đấy. Hay là namakemono, người lười biếng này. Chúng ta sang môn đai tiếp theo là môn đai số 4. Câu 14 nha. Fukusu no kaisha ga nanani de kono seihin o kaihatsu shita. Fukusu là số nhiều. Fukusu no kaisha là nhiều công ty. Nhiều công ty ấy, họ đã khai thác sự, họ đã phát triển sản phẩm này. Đấy, xong dùng cái gì? Đi với trợ từ D này. Các từ chúng ta có từ đầu tiên, từ này được đọc là Kyotsu. Kyotsu này có nghĩa là chung. Ví dụ chúng ta sẽ, gì nhỉ? Chúng ta sẽ có là nó là một cái thứ mà tồn tại ở nhiều thứ cùng giống như vậy. Nó sẽ dùng dưới dạng thức thứ nhất đó là Kyotsu no N, có nghĩa là N là cái chung nhá. Ví dụ chúng ta có từ Kyotsu
Kyotsu no Rikai, đấy, cái sự thấu hiểu chung này. Ngoài ra còn có thể dùng dưới dạng thức là gì đấy, như là một tính từ đôi na, đấy, Kyotsu na Iken, ý kiến chung, hay là Kyotsu shita nayami là cái trăn trở chung. Trong trường hợp này nó sẽ không dùng với dạng thức là de như thế này, nên chúng ta sẽ không lựa chọn một. Số 2 từ này được đọc là Kyodo. Hán tự là cộng và đồng, nhưng mà nó sẽ không dịch theo kiểu cộng đồng của Việt Nam, mà từ Kyodo này nó mang nghĩa là tập thể, hoặc là cùng nhau. Nó diễn tả là nhiều người hoặc là một đoàn thể thực hiện một cái việc gì đó cùng nhau nhằm một mục đích nào đó. Vậy thì chắc chắn chúng ta thấy là gì nhỉ? Nó giống với lại cái ý của câu này, nên là đúng ở đây phải là số 2. Nhi bằng là chính xác. Trong trường hợp này nó sẽ nghĩa là cùng nhau. Nhiều công ty ấy đã cùng nhau phát triển sản phẩm này nhá. Dấu hiệu của nó sẽ là dạng thức Kyoto de. Đấy, V có nghĩa là V là cái hành động đúng nhỉ? Được thực hiện bởi đông người. Đấy, nhiều người cùng làm cái đó thì chúng ta sẽ sử dụng nó. Đấy, V cho dưới dạng viết hoa đi. Số 3 là gì đây? Số 3 là Kyoryoku. Kyoryoku. Hán tự sẽ là hiệp và lực. Nhiều bạn bảo là tại sao không phải là hiệp lực? Nhiều công ty đã phát triển sản phẩm này bằng cái sự hiệp lực. Nghe rất là ok đúng không? Nhưng mà ở đây ấy, nó không phải là chúng ta dịch nghĩa, mà chúng ta còn phải dựa vào cái cách sử dụng của nó nữa. Nếu mà dùng dưới dạng là de, động từ đằng sau này, thì dùng Kyoryoku không phù hợp. Đấy. Nếu mà các bạn dùng cái từ kyoryoku nhá, thì các bạn sẽ dùng là Fukusu no kaisha ga kyoryoku shite. Các bạn dùng kyoryoku shite dưới dạng động từ, chứ còn dùng như thế này chúng ta không dùng kyoryoku được. Đúng nhất sẽ phải là số 2 cơ. Đấy. Còn dùng kyoryoku ấy, người ta hay dùng dưới dạng thức là n nhị. Kyoryoku suru, ví dụ chúng ta có là hợp tác trong cái sự nghiệp, trong cái công cuộc nào đó này. Đấy. Jigyo nhị. Kyoryoku suru. Hoặc là Kyoryoku wo yobikakeru là kêu gọi sự hiệp lực. Từ số 4 thì nghĩa của nó giống từ số 3 rồi. Từ số 4 là Hán tự là chữ hiệp và chữ điều. Kyocho. Kyocho có nghĩa là phối hợp, hợp tác. Nó sẽ dùng với trợ từ tô, ví dụ như là hợp tác, phối hợp với những cái đảng khác này. Tato. Tô. Kyocho. Ở đây dấu hiệu để chúng ta lựa chọn đấy là dạng thức này nhá, trợ từ D. Tiếp theo câu số 15, một câu các bạn thấy có các động từ xuất hiện này, ishi ni koronde shimatta, là chúng ta thấy chắc chắn có ishi ni, có thể chọn ngay được là cái gì đúng không? Ishi ni là hòn đá này, koronde shimatta là bị ngã, vậy thì sẽ là vấp vấp hòn đá. Chúng ta sẽ lựa chọn phương án số 1 nha. Tsumajite, cái động từ này chúng ta được học ở N2 rồi. Động từ gốc là tsumajuku. Tsumajuku có kanji khá là khó nhớ. Đây. Tsumajuku này có nghĩa là vấp. Có thể là vấp hòn đá hoặc là vấp ngã, thất bại. Ví dụ nghĩa bóng của nó ấy, nó sẽ là thất bại trong một cái sự việc gì đó. Ví dụ như là thất bại trong sự nghiệp này. Sẽ dùng jigyo ni tsumajuku. Số 2 các bạn có từ đọc là hippate ở thể T ấy, thì dạng động từ gốc sẽ là hipparu. Hipparu có nghĩa là căng. Ví dụ chúng ta có từ căng lưới chẳng hạn, sẽ là ami này. Này. Căng lưới. Hay là chúng ta có gì đây? Chúng ta có từ đường dây điện thoại đúng không? Đen qua xem, kéo đường dây điện thoại về nhà mình ấy để dùng điện thoại ấy. Hoặc là gì đây nhỉ? Hoặc là dẫn dắt nhá, bư cờ đi với trợ từ ô hiparu, các bạn lưu ý chứ không dùng với trường hợp là vấp hòn đá. Câu số 3, từ này là từ quen thuộc của N3 rồi, đọc là butsukatte, là động từ gốc là butsukaru, thường người ta không viết Hán tự. Butsukaru có nghĩa là va chạm hoặc là xung đột, ví dụ như là va vào cột điện đúng không? Denchu ni butsukaru. Hay là chúng ta có gì nhỉ? Chúng ta có ikenga, ý kiến xung đột nhau. Butsukaru. Đấy.
Số 4 là gì nhỉ? Karande. Karande, động từ gốc sẽ là karam. Hán tự sẽ là chữ là. Chữ này có nhiều nghĩa. Nghĩa thứ nhất là rối. Ví dụ chúng ta có từ cái gì nhỉ? Cái cuộn chỉ ấy. Cuộn chỉ mà nó bị rối, người ta dùng cái từ này nhé các bạn nhé. Ito, quấn quýt vào nhau ấy. Ito ga karamu. Ngoài ra này còn có nghĩa là dính dáng, liên quan tới, ví dụ như là kane ga karanda ajiken, có nghĩa là cái vụ việc mà dính dáng tới tiền, có tiền dính dáng tới. Còn có một nghĩa nữa có nghĩa là gây sự, ví dụ như là yoparai. Yoparai là kẻ say khướt đúng không, kẻ say mềm ấy, nó gây sự thì dùng cái từ này nhá. Rồi chúng ta sang câu số 16. Sonna nahanashio shinyo shite wa ikenai. Không được tin tưởng, không được tin cái câu chuyện như thế. Nào chúng ta thấy ở đây có dấu hiệu là nahanashi đúng không? Và dùng cái động từ là tin tưởng thì chúng ta dùng từ nào? Các bạn có ý 1 saiwai. Saiwai đây nha. Hán tự là chữ hạnh. Cái chữ này nó sẽ từ saiwai này mang nghĩa là may mắn tốt lành. Nó hay dùng dưới dạng thức cố định là gì nhỉ? Saiwai ni mo đúng không? Ví dụ saiwai ni mo. Oame ga yanda. Thật là may mắn là cái cơn mưa rào nó đã tạnh rồi. Saiwai ni mo này. Hoặc là có thể dùng dưới dạng thức là saiwai na koto ni. Thật may là gì đó đúng không? Ví dụ như là saiwai na koto ni kegawa nakatta. Thật may là không có vết thương, không bị thương. Ngoài ra còn dùng dưới dạng thức ngữ pháp các bạn đã được học rồi, đó là dưới dạng gì nhỉ? Kereba saiwai desu đúng không? Đấy, ví dụ như là go kakunin itadakereba saiwai desu, có nghĩa là thật là tuyệt nếu như mà tôi nhận được cái sự xác nhận từ phía ngài. Đấy. Đây không phù hợp nha, từ số 2. Itazura. Itazura đây là một động từ có thể dùng như là một tính từ nữa. Itazura mang nghĩa là nghịch ngợm. Đấy. Ví dụ chúng ta có thể nói là itazura na kodomo chẳng hạn. Itazura na kodomo, cái này nó cũng có kanji nhưng mà thường người ta ít khi người ta viết dạng kanji các bạn. Bởi vì kanji nó quá phức tạp, đứa trẻ nghịch ngợm này. Ngoài ra còn có thể dùng với dạng động từ, ví dụ như là knife chẳng hạn. Knife wo itazura suru là nghịch dao, cầm con dao nghịch ngợm ấy thì dùng nhá. Nó không đi với lại hanashi. Từ số 3 này, kawaiso. Kawaiso. Từ này người ta cũng thường ít khi người ta viết ở dưới dạng Hán tự. Nhưng mà nếu viết thì nó sẽ là như này. Đây, có nghĩa là đáng thương hoặc là thảm hại. Chúng ta có thể nói là kawaiso na cô đúng không? Đứa trẻ đáng thương. Chúng ta có thể nói là kawaiso na Kyogu. Kyogu. Kyogu là cảnh ngộ. Đây, cảnh ngộ đáng thương, đúng nhỉ? Hay là chúng ta có thể nói một cái câu cố định là ồ gì nhỉ? Ồ kawaii số nhị, thật là đáng thương đúng không? Đấy. Số 4 này, Detarame. Detarame có nghĩa là nhảm nhí, vớ vẩn. Chắc chắn là hợp lý rồi. Chúng ta lựa chọn phương án số 4 nhé. Đừng có mà tin tưởng những cái câu chuyện nhảm nhí vớ vẩn thế, không có căn cứ gì cả. Thông thường detarame ấy, nó có thể đi với dạng danh từ ở phía sau, chẳng như là detarame, detarame na hanashi, câu chuyện nhảm nhí vớ vẩn, câu trả lời đúng không? Câu trả lời vớ vẩn, câu trả lời nhảm nhí. Hay là nói những cái điều nhảm nhí thì người ta dùng dưới dạng detarame là danh từ nhá. Detarameo iu vân vân. Câu số 17. Ano kashu no ikikata ni wa ooku no josei ga nanani iru. Với cách sống của ca sĩ kia ấy, thì nhiều cô gái đang làm sao đó. Các động từ gồm có kabusete, chiuishite, hihanshite và akogarete. Chúng ta có từ đầu tiên kabusete.
KBCT Hán tự sẽ là chữ bị. Từ này có nhiều nghĩa. Thứ nhất là mang nghĩa là đội, nó dùng trong trường hợp là đội mũ đấy. Boshi này thì mang nghĩa là đội nha. Đắp, phư tông, đắp chan mang nghĩa là dội, dội nước lên toàn bộ cơ thể đấy. Đổ, ví dụ như là từ đổ tội, đổ lỗi đấy, không phù hợp với nghĩa nào ở đây hết. Số 2 là chuiste, từ này quá dễ rồi, từ này là nhắc nhở chú ý đúng không? Thông thường thì chúng ta sẽ sử dụng với dạng thức là n nhị chuiste là chú ý vào cái gì đó, hoặc là nhắc nhở cái gì đó thì dùng dưới dạng là no chuiste, nhưng mà trong trường hợp này thì đều không phù hợp với nghĩa. Số 3 là hi hăng là phê phán. Phê phán thì chúng ta sẽ sử dụng từ gì? Chúng ta dùng trợ từ ô các bạn nhé. Ví dụ các bạn có từ xe phủ hi hăng là phê phán chính phủ, chứ chúng ta không dùng trợ từ nhí. Nếu như là chúng ta ở đây người ta cho là ikikata thì có thể là ba xem xét, nhưng mà đây lại dùng trợ từ nhí thì không thể dùng ba được. Vậy thì chỉ có bốn là chính xác thôi, bốn là akogarete. Chữ này có Hán tự đúng nhỉ? Akogarete đây đấy, có nghĩa là gì nhỉ? Có nghĩa là khao khát, ao ước, ngưỡng mộ. Cái phía trước là cái mà khiến cho người ta cảm thấy đó là một cái gương, đó là một cái điều khiến người ta mong muốn được như vậy, muốn được trở nên như thế. Ngoài cái từ ikikata ra thì chúng ta còn có một số từ có thể đi với từ akogareru. Ví dụ các bạn có từ tokai sekatsu đúng không? Đó là cái cuộc sống đô thị đúng nhỉ? Ao ước cuộc sống đô thị, được sống trong sự tiện lợi này, hay là danh tiếng seme, à không phải, seme là thanh minh, phải là mê se mới đúng. Đây, Hán tự là chữ danh và chữ thanh. Rồi chúng ta sang câu 18, một câu về từ láy này các bạn này. Jishin de ie ga nanen ni to yureta, vì động đất mà ngôi nhà nó rung lắc. Mấu chốt ở đây là chúng ta có to yureta thì nó đi với từ nào? Chắc chắn là sẽ đi với số 1 là gura gura đúng nhỉ? Từ gura gura cũng có khá là nhiều cách dùng. Cách dùng đầu tiên ấy, nó có nghĩa là lung lay, ví dụ như là ha ga gura gura suru có nghĩa là răng lung lay, có thể đi với chữ ha nhé, là răng nhé, mang nghĩa lung lay này. Có thể đi với từ động từ yureru đằng sau thì có nghĩa là bần bật đấy, ngôi nhà nó gì nhỉ, ngôi nhà nó rung bần bật. Có thể đi với từ gì nhỉ, đây chữ yu là nước sôi sùng sục đấy. Atama ga gura gura suru là đầu choáng váng. Câu số 2, sura sura có nghĩa là trôi chảy hoặc là suôn sẻ. Ví dụ chúng ta có thể nói là sura sura to này, yu nói một cách trôi chảy này, kotaeru này trả lời một cách trôi chảy, giải quyết đúng không, giải bài tập một cách thuận lợi trôi chảy, chúng ta cũng dùng từ sura sura nhé. Sura sura to toku. Từ số 3 là hara hara. Hara hara có nghĩa là hồi hộp, cái cảm giác hồi hộp lo lắng đấy, hoặc mang nghĩa là lả tả. Hanabira ga harahara tochiru có nghĩa là cái cánh hoa ấy nó rơi lả tả nhé. Ví dụ chúng ta có thể nói là harahara tochiru này, hay là namida harahara to otosu thì chúng ta sẽ hiểu là lã chã đúng nhỉ, nước mắt rơi lã chã. Bura bura có nghĩa là loanh quanh, nó có thể đi với từ aruku hoặc là từ sampo suru, đi bộ đi dạo loanh quanh đúng nhỉ, không có mục đích cụ thể là đi đâu mà chỉ đi loanh quanh thôi. Ngoài ra còn có nghĩa là ăn không ngồi rồi ở nhà chẳng làm gì hết, đều không phù hợp. Câu số 19, một câu về katakana. Yamada-san wa 20 nen ijo kono kaisha ni tsutometeiru nanani no shain da. Yamada ấy là một nhân viên gì đó làm việc ở công ty này trên 20 năm. Các từ gồm có một là original nào, original nhá, từ gốc của nó sẽ là original đúng không, original
Từ này mang nghĩa là gì các bạn? Từ này mang nghĩa là nguyên gốc, nguyên bản. Đấy. Chẳng hạn như là chúng ta có thể nói là original nashohin. Sản phẩm gốc, đúng nhỉ? Sản phẩm nguyên bản. Hoặc là original na haso, cái ý tưởng gốc, ý tưởng ban đầu. Ngoài ra còn có một số từ ghép với nó, ví dụ chúng ta có từ original bang. Này. Bản gốc nhá. Không phù hợp. Từ số 2. Đi đà, từ này quá quen thuộc rồi. Sẽ là leader đúng không? Từ này mang nghĩa là người lãnh đạo. Và ngoài ra này, chắc cái này các bạn chưa chắc các bạn đã biết, đó là đây, reader cũng là chữ này, người đọc, độc giả. Không phải. Từ số 3, veteran. Từ này được gặp trong nhiều lần thi đã ra rồi đúng không các bạn? Từ này mang nghĩa là gì? Mang nghĩa là kỳ cựu, giàu kinh nghiệm. À, rõ ràng ở đây chúng ta thấy là có từ chỉ người. Đây, và đằng trước có hơn 20 năm thì hợp nhất sẽ là phải là số 3. Chúng ta lựa chọn 3 nhé. Số 4 này chúng ta có từ condition. Condition. Từ này là điều kiện hoặc là tình trạng không phù hợp. Vậy đây phải là số 3. Câu số 20. Sono kuni ni kyomi o motta nani wa ippon no ega o mita koto datta. Nào, mang cái hứng thú với đất nước này ấy, là đã xem một bộ phim. Vậy thì câu này là một câu quá quen thuộc rồi, đã từng được hỏi nhiều lần ở trong phần ngữ pháp và phần từ vựng. Chúng ta đoán được ngay nó sẽ mang nghĩa là gì đấy, cái nguyên cớ đúng không, cái nguyên cớ, cái lý do, cái nguyên nhân khiến tôi có được cái hứng thú với đất nước này là cái bộ phim này. Vậy thì chúng ta phải dùng từ kịch ca kê, phương án số 3. Chúng ta có từ đầu tiên kikai là cơ hội này, không phải nhá. Kikai thì thường sẽ đi với những từ ví dụ như là kikai o matsu, đợi cơ hội này đúng không? Kikai o ataeru, trao cơ hội này, hay là kikai o nogasu, bỏ lỡ cơ hội. Từ số 2. Từ số 2 từ này là Shoshin. Shoshin. Từ Shoshin này có nghĩa là cái cảm xúc, cái ý chí ban đầu khi chúng ta làm gì đấy. Đấy. Cái lúc khởi đầu. Thông thường nó sẽ có dạng cố định. Ví dụ như là Shoshin o tsuranuku. Đấy. Có nghĩa là kiên định cái ý chí ban đầu. Hoặc là Shoshin ni kaeru, đó là quay về, trở về lại cảm xúc ban đầu. Kikake là nguyên cớ, duyên cớ. Cái từ này nó hay dùng dưới dạng thức như thế nào? Các bạn sẽ có nhá, nó sẽ là nani nani này. Kikake này. Đấy, xong là wa này, xong lại nani xong lại nani nani, đằng sau có thể là dùng karada hoặc là kotoda. Với cái đằng trước, đấy, đằng trước là kết quả và đằng sau là nguyên nhân thì sẽ dùng sử dụng. Ngoài ra thì nó còn có thể dùng dạng thức là người ta đảo một chút. Đằng trước sẽ là nguyên nhân, ga kikake de. Đằng sau là kết quả, nanani. Đấy, các bạn lưu ý. Số 4, kokochi. Kokochi. Đây, chữ Hán là chữ tâm và chữ địa. Nhưng mà nó không phải nghĩa là tâm địa đâu. Kokochi là cảm giác. Nó có thể tạo ra dưới dạng từ là kokochi yoi, là cái sự thoải mái dễ chịu. Ngoài ra còn có dạng thức từ ghép. Nó sẽ ghép với lại các động từ. Và khi đó nó biến âm thành, đọc là go, thành gokochi. Ví dụ chúng ta có từ cái cảm giác khi chúng ta ngủ ấy sẽ là negokochi. Negokochi.
Đấy. Cảm giác khi chúng ta mặc một cái quần hay là chúng ta đi một đôi giày đúng không? Hakigokochi, gokochi, cảm giác khi chúng ta ở igokochi, vân vân. Chúng ta sang modai số 5, modai từ đồng nghĩa. Câu 21. Toke o mitara tokuni yakusoku no jikan o sugite ita. Từ tokuni mang nghĩa là từ lâu. Sau khi nhìn đồng hồ ấy thì thấy thời gian hẹn nó đã trôi qua từ lâu rồi. Vậy thì từ nào mang nghĩa là từ lâu nào? Skoshimae ni là gì nhỉ? Là trước đấy một chút, không phải. Tataima là vừa mới, không đúng. Daibu mae ni là trước lâu rồi đúng không? Từ daibu mang nghĩa diễn tả cái mức độ nhiều, mức độ lớn, lâu đúng nhỉ? Chúng ta lựa chọn phương án số 3. Câu 4 là shiranai uchi ni là trong lúc không biết, trong vô thức. Cái này nó không diễn tả cái tính chất như vậy mà tục cứ như nó diễn tả về mặt thời gian là trước đấy lâu. Đúng đây sẽ là số 3. Câu số 22. Kyo okeku san ga okatta no de harikitte hataraita. Hôm nay bởi vì nhiều khách cho nên là tôi đã làm việc. Cái này các bạn thấy nếu mà chúng ta chỉ dựa vào nghĩa của câu thì chúng ta sẽ không thể nào mà chọn được, bởi vì cái phương án nào cũng có vẻ đúng. Căng thẳng này hay là mệt mỏi này, bận rộn này. Đấy. Từ ở đây chúng ta có từ harikitte nha. Harikitte có nghĩa là hăng hái. Vậy thì hăng hái nó phải gần nghĩa với số 4. Có nghĩa là gì nhỉ? Tôi yarukiyo motte, tôi mang cái hứng thú đúng không? Tôi có cái động lực. Ví dụ như là khách nhiều thì nguồn thu nhiều. Khách ít mặc dù là làm việc nhàn hạ nhưng mà sao? Nhưng mà không có nguồn thu nên là sẽ rất là chán. Đúng đây phải là 4 nhá. Câu số 23. Một câu về katakana. Furui omocha o collection shiteiru. Nào, từ gì nhỉ? Collection. Từ này sẽ là từ gì trong tiếng Anh đấy? À, collection đúng không? Từ này mang nghĩa là sưu tầm. Đấy, thu thập. Nào, tôi đang sưu tầm, tôi đang thu thập những cái đồ chơi cũ thì đồng nghĩa với nó phải là số 1. Atsumete, tập hợp, thu gom. Số 2 là gì nhỉ? Kazatte là trang trí. Số 3 utte là bán. Hay là 4 là naoshite là sửa. Không phải nhá. Câu số 24 này. Senpai ni sakuban no koto o wabi shita. Chuyện tối qua thì tôi đã gì đó senpai. Owabishita, nếu mà viết dưới dạng Hán tự nó sẽ là như thế này. Đây, mang nghĩa là xin lỗi. Vậy thì đồng nghĩa với nó là số mấy đây? Số 1 là kansha. Kansha shita là tôi đã cảm ơn. Không phải. Số 2, ayamata, đúng rồi. Xin lỗi này. Số 3 là gì đấy? Setsume shita là tôi đã giải thích. Và số 4 là nobeta, tôi đã trình bày, tôi đã nói cho, không phải nhá. Câu 25, câu cuối cùng của môn đai số 5. Kare wa nani goto ni mo deisei ni taiyo suru. Deisei ni Hán tự là lãnh và tĩnh có nghĩa là điềm tĩnh, bình tĩnh. Anh ấy thì việc gì anh ấy cũng ứng phó, đối phó một cách bình tĩnh. Nào, từ nào đồng nghĩa với bình tĩnh đây? Từ số 1. Teinei ni. Teinei ni là cẩn thận. Lịch sự. Không giống nghĩa lắm đúng không các bạn? Từ số 2 là Ijiwaru. Ijiwaru ni. Từ này là xấu xa, xấu bụng. Không phải này. Ochizuite là bình tĩnh, điềm tĩnh. Đúng rồi. Số 4 là Itsumodori ni. Là như mọi khi. Không phải nha. Nhỡ như mọi khi anh ấy lại hay nóng vội thì sao? Làm sao mà chọn 4 được? Đúng đây phải là số 3. Teisei ni và Ochizuite đồng nghĩa với nhau. Chúng ta sang môn đai số 6. Cũng là môn đai cuối cùng. Môn đai về cách dùng từ. Câu 26 này, các bạn có chữ Hán là chữ cáo và chữ bạch. Từ này được đọc là gì các bạn? Được đọc là kokuhaku, đúng không? Kokuhaku khi mà dịch sang tiếng Việt ấy, nó sẽ nghĩa là thổ lộ, bộc bạch hoặc là thú nhận những điều mà chúng ta giấu, đúng không? Những điều mà chúng ta để ở trong tim. Bây giờ chúng ta nói với người ta thì dùng cái từ này. Thông thường nó sẽ đi với một số dạng cố định. Ví dụ như là đây, tsumi này. Đấy, thú nhận tội lỗi này đúng không? Bộc lộ, bộc bạch tình yêu này, ai này đúng không nhỉ? Ayamachi này, lỗi lầm này.
hay là gì, hay là kimochi đấy. Chúng ta cùng xem cái nào phù hợp nhá. Một này, Anohito ni jibun no kimochi o kokuhaku suru koto ni shita. Tôi đã quyết định là sẽ bày tỏ cái cảm xúc của bản thân với người kia. Đúng rồi, số 1 chọn luôn với Hinto là kimochi. Câu số 2, Tomodachi ni ashita shiken ga aru koto o kokuhaku shita. Tôi đã thổ lộ với bạn tôi là ngày mai có bài thi. Chả ai nói thế đúng không? Cái này là tôi đã gì đây, tôi đã thông báo. Shiraseta nha. Hoặc các bạn có thể nói là tôi đã báo cho, tôi đã nói cho, truyền tải cho, nhắn cho. Tsutaeta. Câu số 3 này, Kono toke wa tori no nakigoe de jikan o kokuhaku suru. Cái đồng hồ này nó thổ lộ thời gian bằng tiếng chim kêu. Không phải, cái này chúng ta phải dùng cái gì? Chúng ta phải dùng từ tsugeru. Nó báo giờ. Này, từ này. Nó báo giờ bằng cái tiếng giống như là tiếng chim hót. Câu số 4 này. Sensei ni shime sareta no de kotae o kokuhaku shita. Bởi vì được thầy gọi cho nên là tôi đã thổ lộ đáp án. Tôi đã đưa ra đáp án. Cái này phải dùng từ ita, tôi đã nói, hoặc là từ dashita, đưa ra. Rồi tiếp theo, câu 27. Chữ Hán thì chắc bạn nào học N2 cũng biết đây là chữ tăng. Nhưng mà chữ này sẽ được đọc là ma sự mọi người nhá. Ma sự. Đấy, nó sẽ là một động từ tương đối đặc biệt bởi vì nó sẽ mang cách sử dụng của cả tự và tha động từ. Khi nó mang cách sử dụng của tự động từ nó sẽ giống như là động từ phụ. Đấy, nó có thể đi với lại những cái khái niệm như là ví dụ chúng ta có từ taiju, cân nặng tăng lên này, chúng ta có từ shokuyoku này, cảm giác thèm ăn tăng lên này, hay chúng ta có thể đi với từ phư ăn, nỗi bất an tăng lên này. Đấy, sẽ đi với trợ từ là trợ từ ga nha. Gamma sự. Khi mà nó dùng dưới dạng tha ấy, nó giống như là từ phư gia sự. Thì đi với trợ từ ô, ví dụ như là làm tăng lên số người jin-in này, hay là làm tăng lên cái kiyomi, cái hứng thú, cái mối quan tâm, sẽ là trợ từ ô. Đấy, bây giờ chúng ta xem này. Mainichi benkyou shita no de seiseki ga mashita. Bởi vì hàng ngày tôi học cho nên là cái thành tích của tôi đã tăng lên. Thành tích thì chúng ta không dùng từ fueru. Đấy, các bạn phải dùng từ gì? Các bạn phải dùng từ agaru mới đúng. Nên không thể dùng là ma sự thay thế. Đây phải là agatta. Câu số 2. Sekai no kion wa dandan mashiteiru. Cái gì nhỉ? Cái nhiệt độ. Đấy, trên thế giới ấy, nó đang dần dần tăng lên. Tương tự nhá, nhiệt độ chúng ta cũng không dùng từ fueru mà chúng ta phải dùng từ agaru, agatte, hoặc một từ chuyên dụng hơn cho nhiệt độ đấy là từ josho. Đây, chữ thượng và chữ thượng và chữ thăng. Câu 4 này, câu 3 này. Kyūryō mashite kureru yō shachō ni tanonda. Tôi đã nhờ giám đốc ấy là tăng lương. Tăng lương chúng ta cũng không dùng từ này. Tăng lương các bạn sẽ dùng từ ageru. Chia thể t là agete, hoặc các bạn dùng từ up. Đấy, chữ up trong tiếng Anh đấy. Up shite. Vậy thì chỉ còn 4 thôi. Yombang. Yombang là fukeki ga tsuzuki, kokumin no fuan ga mashiteiru. À, thấy luôn có dấu hiệu là fuan. À, cái suy thoái kinh tế nó kéo dài. Cái nỗi bất an của người dân tăng lên. Đúng là nhôm bằng. Câu số 28. Chúng ta có từ này là chữ phát và chữ sinh. Đọc là hạt C. À, nghĩa của nó là phát sinh hoặc nảy sinh. Thông thường sẽ là những cái yếu tố mang tính chất không được tốt đẹp cho lắm. Ví dụ chúng ta có những cái từ nào đi kèm với nó nhỉ? Ví dụ từ, chúng ta có từ Mondai nhá. Mondai ga hạt C sự là phát sinh vấn đề này. Gokai này, phát sinh hiểu nhầm này, phát sinh sự cố này, phát sinh cái vụ án, vụ việc, di kèn này, phát sinh cái thảm họa này, sai gai, đấy, di sinh động đất. Là những cái mà thường đi kèm với từ HC. Chúng ta cùng xem. Câu 1. Sengetsu, tonari no machi ni, okina depato ga hasse shita. Tháng trước ấy,
ở thành phố bên cạnh đã phát sinh một cái trung tâm thương mại lớn, không ai nói vậy. Với một cái công trình như này chúng ta sẽ sử dụng từ để kỳ tà đúng không? Đấy, đã có một cái công trình, đã có một cái trung tâm thương mại lớn được xây dựng, được thành lập. Câu 2. Senkyo no kekka, kono shi no atarashii shichou ga hasei shita. Kết quả của bầu cử ấy thì đã phát sinh một cái thị trường mới của thành phố này. Cũng không ai nói là phát sinh thị trường mới đúng không? Đã có một thị trường mới được gì nhỉ? Được ra đời. Tanjo nha. Câu số 3 này. Hajimete no mago ga hasei shita toki wa hontou ni ureshii katta. Cái lúc mà đứa cháu đầu tiên phát sinh thì tôi rất là vui. Nghe rất buồn cười đúng không? Cái này phải là umareta. Lúc mà đứa cháu đầu tiên chào đời được sinh ra. Vậy thì chỉ còn 4 là chính xác. 4 là gì nhỉ? Kasai ga hasei shita bae wa hijoguchi kara nigete kudasai. Ở đây các bạn thấy có từ Kansai này, có nghĩa là cái hỏa hoạn. Đấy, nó gần giống với lại Sai Gai hay là gì Sing đây. Trường hợp mà thảm họa, trường hợp mà hỏa hoạn phát sinh ấy thì hãy gì nhở? Hãy chạy. Đấy. Từ cửa gì đây? Từ cửa thoát hiểm. Đúng đây phải là 4 nha. Tiếp theo, câu 29. Một tính từ này. Tính từ này có thể người ta hỏi các bạn trong phần cách đọc đấy. Chữ Hán đây là chữ chứ. Âm cương của nó sẽ là gì nhở? Ichi. Đây trường này đọc là Ichijirushi. Từ Ichijirushi này mang nghĩa là nổi bật, rõ ràng, trông thấy. Nó sẽ đi kèm với lại những cái danh từ ví dụ như là Shinten, cái sự tiến triển rõ ràng này, cái sự hên cờ, cái sự thay đổi rõ ràng, cái sự phát triển rõ ràng. Đấy, cái sự thành công nổi bật, Seiko, Seicho là những cái mà thường đi kèm với nó. Chúng ta cùng xem này. Câu số 1. Kare wa sekai teki ni mo ichizurushii sakka no sai wo morata. Anh ấy đã nhận được chữ ký của một nhà văn nổi bật ở trên thế giới. Không dùng với lại từ chỉ người nhá. Cái này các bạn phải dùng từ gì? Yume, một nhà văn nổi tiếng. Đấy, hoặc các bạn có thể dùng từ đây. Chữ có chữ chứ nhưng mà nó là chữ chứ và chữ danh. Chome. Câu số 2. Kyo no kanojo no fukuso wa hade de totemo ichizurushi. Quần áo của cô ấy hôm nay ấy, thì màu mè và rất là nổi bật. Không dùng để mô tả quần áo. Cái này các bạn phải dùng từ, các bạn có thể xóa đi, dùng hade, hade đề sự là được rồi. Nếu các bạn muốn thêm từ thì có thể dùng từ hage hageshi. À xin lỗi. Keba kebashi. Cái từ keba kebashi ấy nó có nghĩa là diêm dúa rẻ rẻ sặc sỡ. Câu số 3 này. Ano kuni wa kono 10 nen de ichizurushi hatten o miseta. Cái đất nước này ấy, đã trong 10 năm nay đã cho thấy cái sự phát triển nổi bật, đúng rồi, thấy có hạt tên chọn được phương án số 3 là chính xác. Câu 4. Tanaka-san no gendo wa hijoshiki mo ichizurushi to mo. Cái gì nhỉ? Tôi nghĩ là cái phát ngôn và hành động của Tanaka ấy thì sao? Thì cái sự thiếu cái kiến thức cơ bản nó quá là khủng khiếp đúng không? Cái này chúng ta cũng không dùng Ichizurushi mà các bạn phải dùng từ Hanahadashi. Đây, từ này. Hanahadashi. Nó là như một cái cụm cố định ấy. Hijoshiki mo ichizurushi hadahadashi có nghĩa là cái sự thiếu ý thức, cái sự thiếu kiến thức cơ bản này nó ở một mức rất là trầm trọng. Người ta dùng dưới dạng cố định như vậy nhé. Chúng ta sang câu 30, câu cuối cùng của chúng ta. Một cái phó từ này, từ dịt tộ. Từ dịt tộ này có nghĩa là gì các bạn? Có nghĩa là chằm chằm đúng không? Chúng ta có thể nói là dịt tộ mitsumeru đúng nhỉ? Nhìn chằm chằm. Đấy. Đăm đăm, chăm chú đúng không? Đi với từ kangae komu chẳng hạn. Chăm chú. Kangae komu. Đấy, đăm đăm suy nghĩ, chăm chú suy nghĩ này. Hay có thể nói là jito shiteru. Đấy, có nghĩa là gì nhỉ? Có nghĩa là đứng yên không động đậy.
Rồi chúng ta cùng xem nhé. Sono ko inu wa watashi o mite jitto ugokanakata. Con chó con đó ấy, khi nhìn thấy tôi thì nó không động đậy. À chắc chắn rồi, chúng ta lựa chọn phương án này. Đằng sau có dấu hiệu là ugokanakata. Chọn một. Câu 2 này. Kyo wa mensetsu nano de jitto shita suits o kiyo. Hôm nay bởi vì là phỏng vấn cho nên là hãy mặc bộ quần áo. Quần áo mà liên quan đến phỏng vấn thì phải là quần áo làm sao nghiêm chỉnh chỉnh tề chứ. Này phải dùng từ chan tộ. Câu số 3. Bởi vì không có thời gian cho nên là tôi nhìn chằm chằm ở trong cái siêu thị, trong cái trung tâm thương mại và tôi trở về. Không phải. Cái này là vì không có thời gian nên là tôi chỉ nhìn qua qua thôi. Cái này phải dùng từ sato. Câu số 4 là gì đấy? Bởi vì có thể là người ta đang ngủ cho nên là tôi đã gõ cửa một cách, cái này phải là gõ một cách sột tội đúng không, gõ một cách nhẹ nhàng khẽ khàng thì mới chính xác nhá. Đấy rồi, chúng ta đã chữa xong cái đề ôn tập này, hy vọng là cái đề này có ích với các bạn. Các bạn có thể xem lại video nhiều lần để và ghi chú là những phần mà các bạn cảm thấy là còn chưa nhớ được. Nếu như các bạn cảm thấy tự học một mình khó khăn ấy, thì có thể liên hệ với Sensei để tham gia các lớp trực tuyến Zoom. Hẹn gặp lại các bạn trong những video bài học sắp tới.